7 tháng. Anh vô từ 15 tháng 3. Hình như anh làm từ tháng 3 2018. Anh làm việc ở SNL là đến năm nay là năm thứ 8. Cuối tháng 11 này là tròn 4 năm. Em và SNL vào đầu tháng 5 và tới bây giờ là được 5 tháng, gần 6 tháng rồi. 5 tháng. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 năm 2020. Tính ra tính lại là gần 5 năm rồi mọi người. Hơn 3 năm. 3 năm. Anh có đánh rơi nhịp nào không? 4. Nộp đơn ứng tuyển online như ba công việc khác thôi. Chắc là lúc ấy SNL đang thiếu một nam. Đợt đấy lọc hết các hồ sơ ứng viên thì chắc là thấy có Huy là sáng sủa nhất rồi. Gà kêu vào. Má không lẽ lại đi kể lại cái chuyện này, mọi người có gì cứ kiếm lại những clip cũ sẽ có nha. Nói chung là lúc đó là tuồn bạn vào văn phòng. Lúc đấy không còn edit nữa thì gà giới thiệu Hà vào. Bảo là nó chưa biết gì đâu nhưng phải đào tạo được. Thế thôi thì tuyển thôi, lúc ấy thiếu người quá rồi. Tin tuyển dụng ở trên Facebook á, mà hồi đấy tuyển dụng cũng không phải là nộp CV hay gì đâu mà đưa một cái link Google Form để mình điền thông tin vào các thứ, giới thiệu về bản thân vào các thứ, thế thôi. Rồi thế là vào thôi. Sau đấy rồi thì thấy mình viết cũng được thì cho mình qua viết bản tin. Sau rồi làm kịch bản, sau rồi cho đi làm kịch bản cả hôm nay ăn gì. Rồi từ khi mà chuyển qua giải trí thì đã làm cả giải trí luôn. Thật sự là không nhớ gì về cái lý do tiền máy bay là gì. Nhưng mà chỉ nhớ là máy bay lúc đầu vào làm là công việc viết bài thôi. Đi thẳng bằng đường chính, không có một cái đường phụ len lách nào hết, tại không quen ai trong đây hết. Từ đấy tuyển dụng nha, nói chung là cũng không có ứng viên nào sáng giá hơn thì tuyển thôi. Chứ còn lúc đấy thì cũng không đặt niềm tin nhiều vào quậy lắm, bởi vì cũng nghĩ là chỉ là một phép thử thôi, nhưng mà thấy cũng ok trong quá trình làm việc thì thôi tuyển tiếp, giữ lại làm việc thôi. 4 năm rưỡi trước khoảng một thời gian, 4 năm rưỡi tầm đấy. Có lên gặp UI hoài. Thôi chi là thành phần nhân vật định cho nghỉ rất nhiều lần rồi, nhưng mà thấy em nó chăm chỉ quá lại chịu khó nữa, kiểu giữ lại thêm một thời gian. Nhưng mà sau thì thấy cũng tiến bộ dần dần thì cũng ok thôi, nhưng mà thực ra là định cho nghỉ rất nhiều lần rồi. Em thấy link tuyển xong mà em ghi thông tin vào, thì sau đó một tuần sau em được anh Duy Anh gọi đi phỏng vấn. Chúng nó đợt đó là anh Huy có vào Sài Gòn, xong rồi anh Huy phỏng vấn em. Và đúng một tuần sau nữa thì em có kết quả. Thấy đăng tuyển, em apply tuyển đàng hoàng, đi con đường chính. Cùng là trong một đợt tuyển dụng gần đây nhất của SNL Sài Gòn. Trong đợt tuyển dụng ấy thì hai bạn có sản phẩm rõ ràng nhất, nên là đang thực tập sinh. Nhưng mà tương lai thì vẫn chưa biết. Nộp CV cho email huynl1991@gmail.com. Giang thì là một trường học rất đặc biệt, phỏng vấn SNL rất nhiều lần, từ chối rất nhiều lần nhưng mà vẫn ứng tuyển tiếp. Nên là ứng tuyển đi, ứng tuyển lại, thấy quá trình thực tập có kết quả tốt thì giữ lại từ bây giờ. À, bằng con đường Võ Văn Tần, xong rồi mình đi gửi xe, xong rồi đi lên lầu, mình đi phỏng vấn. Ở đây ai cũng dùng con đường danh chứng ngôn thuận và trường Hà. Thì tất cả mọi người đều nộp đơn CV phỏng vấn, xong rồi được mời lên phỏng vấn, rồi hên xui mình sẽ được tuyển vào channel. Cái kia cũng kiểu là hên xui á mọi người. Ủa, Duy Anh thì cũng rất lâu rồi. Duy Anh thì lúc ấy đang là thiếu một vị trí review công nghệ, thì tuyển vào với mục đích khác. Sau quá trình làm việc thì lại phát sinh ra mục tiêu khác. Nói chung là cũng không nhớ, khá mờ nhạt nữa, không có gì nhớ. Tại vì lúc đó thì mình làm lễ tân cho điện thoại vui, cửa hàng sửa chữa điện thoại mọi người. Xong rồi làm lễ tân ở đó thì vô tình một bạn marketing nhờ mình chụp cho một tấm hình. Đây là cái tấm hình ở đây. Thì khi mà tấm hình đó lên thì các bạn nó mới nói với Duy Anh là ừ, bên điện thoại vui có con bé cũng được đấy, kêu lên phỏng vấn đi. Xong rồi Duy Anh mới nhắn tin cho mình kêu mình lên phỏng vấn. Và sau khi mình lên phỏng vấn và mình buổi quay đầu tiên của mình thì gặp được anh Huy ngồi trước mặt mình cho cái buổi test đầu tiên của mình. Thì sau buổi đó thì mình được nhận vào SNL, đơn giản thôi. À, Thư trước thì làm lễ tân ý, thế sao mà thấy gương mặt cũng sáng thì là tuyển về để làm việc thôi. Thế còn tuyển về làm việc, lúc đấy thì giọng nói các thứ vẫn chưa ok lắm, phải trải qua một quá trình luyện tập rất là dài mới, nói chung là đến phải trải qua một quá trình luyện tập rất là dài thì mới có ok hơn. Tin nhắn đầu tiên mà anh Huy đã gửi cho mình nghe giống như là kịch bản của Matthew với lại một chị nào đó trên mạng mà mình không nhớ tên. Chắc cũng không thấy đâu, nhưng mà đại khái đó là feedback của hãng về MV Mùa Mua.
ý là chưa, lúc đó chưa làm MV mà chỉ là mới feedback kịch bản thôi, đó là lần đầu tiên anh Huy nhắn mình. Nhưng mà như lúc này ông chưa add friend mình, hình như là tầm 1 năm sau, tới lúc thằng Phát vào, Phát có friend Huy trước mình, sau đó anh Huy mới chịu add mình. Đây là cái tin nhắn đầu tiên của anh Huy nhắn cho mình sau khi mà mình đã điền cái link Facebook của mình vào trong cái Google Form á. Thì là anh Huy, bạn đã có kinh nghiệm viết bài hay dịch bài chưa nhỉ? Sau đấy thì anh Huy gửi cho mình một cái bài cho mình dịch là cái về cái cuộc chiến phát ví giữa Google, giữa Samsung và Apple, thì mình dịch rất là lủng củng. Sau rồi anh Huy chữa cho mình một vài cái, sau rồi anh Huy kiểu như lúc đấy là bắt đầu là thấy hơi nghi ngờ về khả năng dịch tin của mình, chuyển qua gửi cho mình một bài khác. Thì cái bài đấy anh Huy còn ghi là: anh mới đọc 50% thôi nhưng mà anh thấy rất hài lòng rồi, chẳng bù cho bài lúc sáng. Thế sau mình cũng ngại quá, mình nghĩ là ghi là chắc là lúc sáng em hơi lo lắng đấy. Thế là từ đấy là mình vào làm với anh Huy thôi. Cái lúc mà mình được anh Huy nhận vào thì mình có viết, mình có liệt kê một vài cái trang tin tức mà anh Huy cũng đọc và khá là nổi trong giới công nghệ, nên là mình nghĩ là mình còn biết chụp ảnh nữa. Thì anh Huy bảo mình là ứng cử viên sáng giá nhất trong cái đợt mà điền cái Google Form đấy. Đấy là lý do mà mình vào làm với anh Huy. Còn không hiểu tại sao cái ngày đó ông lại nhắn mình bằng Viber hai em, xong mình nhắn lại cái ổng xin. Ổng xin tận 2 ngày hôm sau luôn. Xong mình kêu là, xong cái ông mình cũng tự ngẫm, mình kêu chết cha rồi, lỡ ổng có, ổng nói ổng giận mình rồi ổng có suy nghĩ lại không ta. Xong cuối cùng mình vô mình phát hiện là ổng có suy nghĩ xong rồi mình vô văn phòng này mình phát hiện là ổng suy nghĩ lại thiệt. Cái dòng đầu tiên thì mình không nhớ, nhưng mà cái buổi nói chuyện đấy có một cái câu là anh bảo là anh rất là khó tính, anh chỉ kiểu hay cười đùa thế thôi, nhưng mà anh rất để ý. Và sau khi mà mình làm 4 năm rồi thì mình cũng biết là anh mình chỉ hù mình thế thôi, anh mình dễ thương bảo mẹ. Nên là bây giờ mình đem cái câu đấy mình đi, mình hù lại mấy người mới. Mình hù anh Huy nè, mình hù anh Minh Anh team mình á. Mình cứ mỗi lần mà mình nói chuyện á, mà thấy mọi người kiểu nghe một tí là mình bắt đầu, em khó tính lắm á, mọi người cẩn thận á, em làm việc em hay soi các thứ đó. Cái câu đấy là mình học sếp mình. Nên em đi làm ngày đầu anh hỏi em là có đi quay được bữa nào chưa? Xong mà anh lại, em trả lời xong anh bảo là mấy bữa nữa anh bảo mọi người dắt em đi quay quan sát, quay thử và dành thời gian quan sát và học hỏi nhiều hơn nhé. Ok, đừng làm anh thất vọng. Anh chỉ tuyển được một mình mày thôi đó. Đó, đó là câu mà vui nhất trong ngày. Hai em, nghe nói em ứng tuyển vào channel. Xếp cho anh lịch để có gì video call nha, tại vì lúc anh Huy ở Hà Nội. Nhưng mà cũng phải tốn mất một tuần thì mới call được với anh Huy. Mọi người chuyển qua văn phòng mới rồi đó. Rồi em lên nó, rồi mọi người bày cho em làm nha. Anh Huy chỉ nói vậy thôi. Lúc đó em còn chưa biết là anh Huy sẽ cho em làm những gì. Trước đó em có kinh nghiệm quay phim hay dẫn MC gì chưa? Sau khi anh Huy hỏi câu đó thì mình nổ các bạn, mình nổ rất là nhiều luôn. Cho nên các bạn nào mà muốn xin việc hay các thứ, các bạn cũng phải nổ nhiều vào. Mà em đã từng đi diễn văn nghệ cấp 3 rồi, đại học các thứ, em đảm bảo em không sợ đám đông và không sợ ống kính. Không sợ đám đông thật, nhưng mà ống kính thì sợ á mọi người. Mang máng là tin nhắn của anh Huy đầu tiên là sẽ là hai em. Bây giờ em đang có làm việc ở đâu không? Có hợp đồng gì không? Thì xong rồi anh hẹn mình lên làm việc thử tại S Forum. Rồi sau đó thì em bảo là sau này sẽ lên trên S Channel. Bây giờ mình nhiều tin nhắn lắm mà mình không có kéo xuống được. Tại xưa S Channel thiếu người mọi người. Hồi xưa nó chính ra S Channel mới có 4 người à. Thêm anh nữa, tại vì không có người làm. Thường thì anh Huy sẽ là người nhắn tin trước cho nhân viên. Nhưng mà riêng với trường hợp của mình là mình nhắn tin trước với anh Huy. Mình nhớ tin nhắn đó là: Huy anh, cho em hỏi là nếu làm việc ở SNL thì em thử việc trong vòng bao nhiêu tháng. Mình nhớ như thế. Đó là tin nhắn đại khái như vậy. Còn lại thì đa số là mình làm việc với Duy Anh. Chắc là do nhìn mình giống Vũ nên là anh Huy tuyển vô để làm cosplay Vũ hoặc là Vũ fake cho SNL. Anh nghĩ là do lúc đó SNL vã quá chứ gặp anh cũng không tuyển, anh nữa có biết mẹ đâu tuyển. Nói chung là mình cũng không phải là kiểu sáng giá lắm để mà được o bế từ nhỏ đâu, mà mình nghĩ là khi mà người ta đi rồi thì cơ hội mới đến tay những đứa như mình. Nên là mọi người never give up. Làm việc với anh Huy, kiểu anh Huy cũng rất là kiên trì với mình ấy. Nào là ngủ dậy muộn rồi chậm deadline rồi, kiểu như là cái gì mà mình là kiểu mà cái gì mà mình hào hứng á thì mình mới làm á. Còn cái nào mà mình không hào hứng là mình làm rất là chán.
Nhưng mà hồi xưa thì kiểu ít nhân sự ấy, nên cái gì mình cũng làm, mà cái gì mình cũng muốn kiểu đập bỏ đi làm lại. Sau rồi còn cái nào mà không theo ý mình rất là chán, thì anh Huy cũng khá kiên trì với mình. Mình nhớ là cái đợt này là cái đợt mà anh Huy đổi tên mình thành Bay Điên, vì anh thấy mình điên quá, sáng nắng chiều mưa ấy. Em nghĩ lý do đơn giản là ai cũng biết được thôi, em đẹp. Vừa đẹp lại còn vừa thông minh sâu sắc. Mình thì mỗi thứ mình chỉ biết một chút thôi chứ không phải là nhiều lắm. Xinh nè, ăn nói khéo một chút, thông minh một chút, nhà cũng có điều kiện một chút. Chắc là như thế rồi mình đã chọn vào. Chắc là em dạng trước ống kính và anh Huy thấy được điều đó lúc mà phỏng vấn. Hồi trước là em có làm điện thoại vui rồi á. Xong rồi em lấy cái link video cũ của điện thoại vui, xong em gửi luôn. Xong em nghĩ là chắc người cũ điện thoại vui, xong bây giờ điện thoại vui sẽ hệ thống kênh của channel rồi nên em được vô, em nghĩ vậy. Chắc là tại vì mình rất là tâm huyết, mình rất là tâm huyết các mọi người. Mình viết một cái mail xong rồi mình còn sau khi phỏng vấn xong mình còn nhắn tin gửi một cái kịch bản ra rạp xem gì để anh Huy coi là cái khả năng viết lách của mình nữa. Chắc là thấy con bé này tâm huyết quá, thôi vớt vào thử xem sao để làm page. Mà nói vậy thôi thì tới hồi đó cái người mà quyết định tuyển anh thì không phải là anh Huy. Hình như là cái anh edit hồi xưa, ảnh quyết định, ảnh chọn ra xong ảnh gửi có một mình anh cho anh Huy. Anh Huy cuối cùng đâu có lựa chọn nào khác đâu, lựa chọn tuyển hoặc không tuyển thôi. Thì đó lý do anh được ngồi ở đây tới bây giờ. Theo mình thì lý do mình được vào S-Channel là bởi vì thời điểm đó S-Channel ít người, ít nhân sự. Xong rồi được giới thiệu nữa nên là cái thời điểm đó có lẽ là mình được nhận. Bởi vì mình nghĩ là do ngoại hình của mình cũng khá là ok nên là mình được nhận, mình nghĩ là thế. Nên là Duy Anh và anh Huy đã quyết định đem mình về để mà mài mà dũa như là Ngọc đó mọi người. Ngọc phải mài phải dũa nên là bây giờ mình sẽ bén đứt tay. Ngoài ra thì mình còn nhớ tuyển thằng gà nữa. À, thằng gà thì một trong những đứa để lại nhiều ấn tượng nhất là bởi vì lúc đấy công ty không có tiền. Lúc đấy nó gửi CV, thấy CV xịn quá bảo ôi thôi công ty không có tiền trả đâu. Thế xong rồi nó bảo là thôi em trả em bao nhiêu cũng được. Thế là tiền tao vào thôi. Thôi hết rồi.